Triệu Lộ Tư gây sốt ở Thái Lan chỉ qua khoảnh khắc ăn 5 quả trứng rán. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, khoảnh khắc của Triệu Lộ Tư bất ngờ gây bão mạng. Cụ thể, hình ảnh Triệu Lộ Tư ăn 5 quả trứng ốp la trong chuyến công tác tại Thái Lan của Đại sứ Toàn cầu Tencent vào tháng 9 năm 2023 đã đạt 1,2 triệu lượt xem trên app X. Bên cạnh đó, hashtag Thái Lan đã có Triệu Lộ Tư, cũng lọt top tìm kiếm trên các trang mạng. Có thể thấy, không chỉ được yêu mến trong đại lục, Triệu Lộ Tư còn được các khán giả quốc tế yêu thích. Được biết, theo loạt số liệu được công bố gần đây của một trang web nước ngoài, Triệu Lộ Tư đang dẫn đầu nhóm sao Cbiz nổi tiếng tại nước ngoài. Đồng thời, lượt tìm kiếm của cô trên các nền tảng cũng xếp top 1. Số lượng người theo dõi Instagram của Triệu Lộ Tư đang xếp đầu tiên trong số các diễn viên Cbiz và đứng thứ 2 trong số nghệ sĩ Hoa ngữ, chỉ sau Vương Gia Nhĩ. Được biết, trong số những người theo dõi trang Instagram của Triệu Lộ Tư, có cả các nghệ sĩ nổi tiếng Thái Lan. Gần đây, khoảnh khắc công chúa hoàng gia Campuchia là Jenna Norodom vui và xúc động khi được Triệu Lộ Tư tặng ảnh có chữ ký riêng cũng gây bão mạng. Được biết, công chúa hoàng gia Campuchia là một fan cuồng của Triệu Lộ Tư. Có thể thấy, không chỉ được khán giả và nghệ sĩ quốc tế yêu thích, cô còn được người có tầm cỡ lớn mến mộ. Triệu Lộ Tư được gọi là mỹ nhân xuyên không hay thánh nữ xuyên không, nhờ liên tiếp ghi dấu ấn với các phim thể loại xuyên không như Ôi Hoàng đế bệ hạ của ta, Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt, Trần Thiên Thiên trong Lời Đồn. Con đường nghệ thuật của Triệu Lộ Tư thời gian qua có không ít bước chuyển biến tích cực. Trong năm 2023, cô có 3 phim phát sóng là Hậu Lãng, Vụng Trộm Không Thể Giấu và Thần Ẩn. Cả 3 tác phẩm đều đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của ngôi sao hoa ngữ này. Nếu như Hậu Lãng đánh dấu việc Triệu Lộ Tư có bước thử sức ở thể loại phim mới, Vụng Trộm Không Thể Giấu đưa danh tiếng của nàng tiểu hoa vang rộng hơn, thì Thần Ẩn giúp cô chứng minh khả năng diễn xuất tiến bộ rõ rệt. Hiện tại, Triệu Lộ Tư đang có bộ phim Rèm Ngọc Châu Sa vừa hoàn thành, phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào cuối năm 2024, đầu năm 2025. Bên cạnh đó, cô nàng sắp sửa vào đoàn phim mới, nhưng thông tin dự án này vẫn chưa tiết lộ. Địch Lệ Nhiệt Ba sinh ra đã có số nổi tiếng, nhiều lần gặp biến trong sự nghiệp vẫn giữ được độ hot. Mới đây, mạng xã hội rầm rộ bài viết blogger nhận định rằng Địch Lệ Nhiệt Ba sinh ra đã có số là người nổi tiếng, khi có thể liên tục thu hút người hâm mộ. Theo đó, người này cho rằng, kể từ khi ra mắt đến nay, dù nhiều lần gặp biến trong sự nghiệp, nhưng cô nàng vẫn giữ được sức hút của mình. Người này cũng dẫn chứng ra vào năm 2017, Địch Lệ Nhiệt Ba bắt đầu nổi tiếng. Tuy nhiên, vì nhận giải Thị Hậu Kim Ưng 2018 khi chưa chứng minh được thực lực của mình, cô nàng bị ném đá dữ dội trên mạng. Thế nên, công việc của cô trong năm 2019 tạm ngừng, và tưởng chừng như cô sẽ flop. Không ngờ, sau khi phim Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư được phát sóng vào năm 2020, cô lại thu hút được một lượng lớn fan. Sau khi vướng nghi vấn hẹn hò với Hoàng Cảnh Du vào năm 2021, tưởng rằng lần này nhiệt độ của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ giảm. Tuy nhiên, bộ phim Trường Ca Hành và Em Là Niềm Kiêu Hãnh của anh lên sóng bùng nổ, đã giúp cô lại thu hút một lượng lớn fan hâm mộ. Cô nàng tiếp tục khôi phục địa vị trở lại. Vào cuối 2022, trong khi các đối thủ ngày càng vững mạnh trên màn ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba vướng nghi vấn sinh con và im hơi lặng tiếng. Cô đính chính là muốn có khoảng nghỉ để rèn luyện kỹ năng diễn xuất, tưởng rằng sẽ có bước đi lùi so với các sao nữ khác. Nào ngờ vào năm 2023, chương trình Hoa Thiếu Niên và màn trình diễn múa Tân Cương của cô trong dịp Tết lại thu hút một lượng lớn fan hâm mộ. Vừa qua, khi tham gia show Bắt Đầu Suy Luận Nào, nhan sắc cùng thần thái của cô nàng trong đoạn clip dài 14 giây đã khiến kênh Douyin của cô tăng thêm hơn 600.000 fan, một con số rất ấn tượng. Có thể nói, trong năm nay, sự quan tâm xung quanh cô lớn hơn cả những sao nữ có phim đang phát sóng. Địch Lệ Nhiệt Ba được biết đến là một trong các mỹ nữ tân cương của làng giải trí Trung Quốc. Tên tuổi cô gắn với các phim Trường Ca Hành, Em Là Niềm Kiêu Hãnh của Anh, Liệt Hỏa Như Ca, Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư. Mỹ nhân tân cương còn là đại sứ của nhiều nhãn hàng cao cấp nhờ độ nổi tiếng và nhan sắc cuốn hút. Cô sở hữu phong cách thời trang ấn tượng của làng giải trí Hoa ngữ. Mỗi lần tham dự sự kiện, người đẹp thế hệ 9X đều khiến khán giả và truyền thông bất ngờ bởi sự mới mẻ và chỉnh chu, sự thống trị của cô trên các tạp chí thời trang và sự kiện giải trí tại Trung Quốc, biến nữ diễn viên trở thành nữ hoàng thảm đỏ, thay thế cho đàn chị Phạm Băng Băng tại các sự kiện thời trang quốc tế. Cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không hề xa lạ, dù có danh tiếng và nhan sắc nổi trội trên màn ảnh,
Tuy nhiên diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn gây tranh cãi, trong khi các ngôi sao sở hữu lượng khán giả đông đảo như Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Tử đều có nhiều tác phẩm gắn liền với tên tuổi và được giới chuyên môn thừa nhận, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị xếp vào nhóm bình hoa di động trên màn ảnh. Fan của Vương Hạc Đệ và Ngụy Đại Huân bất ngờ gây chiến, lý do gây bất ngờ. Mới đây, mạng xã hội xôn xao với việc fan nhà Vương Hạc Đệ và fan của Ngụy Đại Huân bất ngờ gây chiến với nhau không rõ nguyên nhân, thậm chí, một số dân tình còn đăng tải bản Excel về kết quả của cuộc chiến bất phân thắng bại của hai sao nam. Được biết, Vương Hạc Đệ và Ngụy Đại Huân vốn là những lứa tiểu sinh mới, có lượng fan đông đảo trong làng giải trí Hoa ngữ, sở hữu nhan sắc đỉnh cao, nên cả hai thường được đặt lên bàn cân so sánh về nhiệt độ chú ý trên các bảng xếp hạng. Chính vì thế, đó là một trong những nguyên nhân fan hai nhà này thường xuyên gây chiến. Trước đó, Vương Hạc Đệ và Ngụy Đại Huân cùng bị so kè nhan sắc khi chung tạo hình tổng tài. Trong dự án Dĩ Ái Vi Doanh hợp tác với Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ gây sốt với tạo hình tổng tài bá đạo thời Yến, đầy khí chất thiếu gia nhà giàu. Tuy nhiên, Vương Hạc Đệ lại bị cho là lép vế với Ngụy Đại Huân, cũng diễn vai tổng tài trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Khán giả nhận định, không phải do cách ăn mặc, mà từng cử chỉ và hành động của Ngụy Đại Huân trong vai Mạnh Thời Yến đều toát ra sự cuốn hút khó tả, đồng thời cho thấy anh thực sự là người có quyền lực, địa vị cao, dù rằng không cần phô trương. Tuy nhiên, nếu xét về tài nguyên phim ảnh, thì Ngụy Đại Huân lại thua xa Vương Hạc Đệ. Sau khi Thương Lan Quyết lên sóng thành công, Vương Hạc Đệ đã bật lên hàng ngũ sao hạng A sau một đêm. Năm 2023, khi Dĩ Ái Vi Doanh lên sóng, vai tổng tài thời Yến của anh được yêu thích, bùng nổ khắp châu Á. Gần đây, anh còn được tham gia dự án Đại Nam Chủ Đại Phụng Đã Canh Nhân. Có thông tin Vương Hạc Đệ sẽ lấn sân sang mảng điện ảnh, hợp tác với ông Hoàng Phòng Vé Ngô Kinh. Về phần Ngụy Đại Huân, ngoài vai diễn nam phụ Mạnh Thời Yến của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, thì sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên không có gì nổi bật. Anh chàng chỉ thường góp mặt trong các show nổi tiếng, được biết đến là một cây hài quen mặt trong các game show. Chính vì thế, nói về tài nguyên phim lẫn khả năng gánh phim, Vương Hạc Đệ thừa sức bỏ xa Ngụy Đại Huân. Nữ diễn viên có tuổi thơ cơ cực đi hát hộp đêm đến Đại Hoa Đáng Lặng Lẽ, Cô Đơn Sau Tám Cuộc Tình. Ở làng giải trí Hoa ngữ, kỹ năng diễn xuất và danh tiếng của Châu Tấn luôn rất tốt từ trước đến nay, khiến người hâm mộ cô càng ngày càng nhiều. Tuy không theo học chuyên ngành diễn xuất ngay từ đầu, nhưng cô được công nhận là một diễn viên tài năng và là nữ hoàng của ba giải Kim Kê, Kim Mã và Kim Tượng. Xuất thân trong một gia đình cha là họa sĩ, mẹ là diễn viên múa, cô học múa ba lê khi chưa đầy 10 tuổi. Với niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt, cô thi đậu Học viện Nghệ thuật Triết Giang. Trong quá khứ, gia đình cô khó khăn về tài chính, Châu Tấn từng phải làm nhiều việc như đi hát ở hộp đêm, chụp ảnh lịch để kiếm tiền đi học và phụ giúp gia đình. Khi đó nếu một bức ảnh được dùng, cô sẽ kiếm được 20 tệ. Sau khi tốt nghiệp, cô chuyển đến Bắc Kinh theo đuổi nghệ thuật. Tuy học múa nhưng Châu Tấn sớm bén duyên với phim ảnh. Châu Tấn từng góp mặt trong phim điện ảnh cùng hai tên tuổi lớn là Trương Quốc Vinh và Cũng Lợi. Khi ấy, với tài diễn xuất của mình, Châu Tấn khiến cả đạo diễn và Cũng Lợi đều khen ngợi nữ diễn viên trẻ. Năm 2000, cô cùng lúc gặt hái thành công ở cả hai mảng điện ảnh và truyền hình, trở thành một trong tứ đại hoa đáng của màn ảnh Trung Quốc, cùng Triệu Vi, Trương Tử Di và Từ Tịnh Lôi. Mọi người thường ca ngợi cô là thiên tài, linh hồn, phù thủy trong diễn xuất và luôn nằm trong top đầu các bảng xếp hạng giá trị thương hiệu cá nhân cũng như bảng xếp hạng thu nhập của người nổi tiếng ở Trung Quốc. Có thể nói, giữa giới giải trí Trung Quốc rối ren, Châu Tấn vẫn lặng lẽ tạo ra kỳ tích riêng cho mình. Tuy nhiên, đường tình cảm của cô lại không rực rỡ như sự nghiệp, mà gập ghềnh, thăng trầm suốt từ thời trẻ đến nay. Cô trải qua 8 mối tình nhưng vẫn chưa kết hôn. Ở tuổi 19, cô gặp tiếng sét ái tình với Lỗ Bằng. Suốt 5 năm bên nhau, cả hai không có nhiều tiến triển trong sự nghiệp. Châu Tấn từng tiết lộ, Lỗ Bằng rất yêu chiều mình, thậm chí anh còn mua xe cho cô, sửa sang nhà để sống chung. Nhưng nam nghệ sĩ sau đó nói, vì vậy mà anh không có tâm trạng để sáng tác và muốn quay trở lại với cuộc sống độc thân. Châu Tấn chấp nhận chia tay. Chuyện tình của cô với Lý Á Bằng cũng dở dang, từng có ý định cho một hôn lễ ngọt ngào, thế nhưng cũng kết thúc vì anh say mê nữ danh ca Vương Phi. Trước khi kết hôn với Cao Thánh Viễn, bản thân cô cũng thừa nhận mình là người lận đận trong chuyện tình cảm. Một thời gian, cô bị xem là hồ ly của showbiz khi có tin đồn liên quan đến vợ chồng Lương Triều Vĩ và Lưu Gia Linh là nguyên nhân gây nên cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người. Năm 2014, khán giả xúc động chúc mừng Châu Tấn
khi kết hôn cùng nam diễn viên người Mỹ gốc Hoa Cao Thánh Viễn. Tuy nhiên không lâu sau đó lại có thông tin cả hai bất hòa, ly thân. Thời điểm hiện tại, ở tuổi 50, Châu Tấn vẫn là người phụ nữ độc thân vui vẻ với sự nghiệp thăng hoa. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.